dập tắt đám cháy tại Trung tâm huấn luyện thể thao Hải Phòng. Công an quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng vừa thông tin về vụ cháy tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao thành phố Hải Phòng xảy ra vào trưa ngày 22 tháng 5. Theo Công an quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng, khoảng 10 giờ 32 phút hôm nay, ngày 22 tháng 5, đơn vị nhận tin báo từ Trung tâm Chỉ huy 114 về vụ cháy tại bãi cỏ khu vực tập bắn thuộc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao thành phố Hải Phòng, địa chỉ tổ 2, phường Hải Thành, quận Dương Kinh. Ngay sau khi nhận được tin báo cháy, Công an quận Dương Kinh đã khẩn trương điều động một xe chữa cháy và 13 cán bộ chiến sĩ của đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đến hiện trường. Khi lực lượng chữa cháy đến nơi, đám cháy có diện tích khoảng 100m² đang bùng phát mạnh. Trước tình hình thời tiết nắng nóng, nguồn nước ở xa, đám cháy có nguy cơ cháy lan sang các khu vực lân cận. Chỉ huy chữa cháy Công an quận Dương Kinh đã xin chi viện 2 xe chữa cháy từ Trung tâm Chỉ huy 114, đồng thời triển khai đội hình chống cháy lan. Đến khoảng 12 giờ 15 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, hiện lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.